chào tất cả các em. Các em ơi, chúng mình lại gặp nhau trong phần phát trực tiếp của Học Văn Chị Hiên ngày hôm nay. Và trong phần phát trực tiếp ngày hôm nay thì chị muốn đưa tới cho các bạn một số những cái kiến thức để chúng mình ôn tập cho giữa học kỳ 1. Cho đến thời điểm bây giờ thì các bạn cũng đã có những cái nội dung ôn tập rồi đúng không ạ? Và trong phần phát trực tiếp ngày hôm nay thì chị cũng đã tổng hợp hệ thống lại một số những cái kiến thức ngữ văn sách lớp 12 của bộ Cánh Diều. Như chị vừa nói đấy thì chắc là đến thời điểm bây giờ các bạn cũng đã có những cái kế hoạch ở trường của mình để ôn thi giữa kỳ rồi đúng không? Thế thì chúng mình sẽ chú ý giúp chị nhé. Chị em mình sẽ bắt đầu vào học ạ. Những cái nội dung kiến thức mà chúng mình có thể ôn tập cho giữa học kỳ 1 với bộ sách Cánh Diều của lớp 12 nhé. Với bộ sách Cánh Diều của lớp 12 thì chúng mình có thể chú ý một số những cái nội dung sau đây. Đó là về thứ nhất này, về kiến thức thể loại. Chị sẽ đi vào kiến thức thể loại này, kiến thức tiếng Việt và các dạng bài viết. Đó, đầu tiên là về kiến thức thể loại này. Các bạn thấy được là chuyện truyền kỳ và chuyện ngắn hiện đại. Chuyện truyền kỳ và chuyện ngắn hiện đại. Về khái niệm, chúng mình muốn làm được bài thì chúng mình phải hiểu được khái niệm của nó là gì, đúng không ạ? Chuyện truyền kỳ là thể loại tự sự của văn học Trung Đại Việt Nam, tiếp thu từ văn học Trung Quốc. Nó dựa trên truyền thống tự sự dân gian. Đó là về khái niệm của chuyện truyền kỳ. Thứ hai là các bạn cũng cần phải chú ý vào những mô típ của chuyện truyền kỳ ạ. Chuyện truyền kỳ có mô típ là gì ạ? Là người hóa thần, người chết sống lại này, nhân vật có sự tương giao giữa thần và người này, cõi sống và cõi chết, có sự vay mượn, mô típ có sự vay mượn hoặc phỏng theo cốt truyện dân gian. Chuyện truyền kỳ thì có một cái yếu tố đặc trưng, đó chính là yếu tố kỳ ảo. Yếu tố kỳ ảo tức là những yếu tố không có thực, đúng không ạ? Yếu tố kỳ ảo tức là những yếu tố không có thực. Vì vậy mà nó được thể hiện ở đâu ạ? Nó có thể được thể hiện ở nhân vật, ở sự kiện, ở cốt truyện. Tác dụng của những yếu tố kỳ ảo mà chúng mình có thể kể tới đó là làm cho câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn, thú vị hơn. Và trong chuyện truyền kỳ, yếu tố kỳ ảo còn phản ánh được hiện thực, bộc lộ được thái độ của người viết đối với những cái sự việc, những cái sự kiện được đề cập tới. Đó, chúng mình sẽ chú ý như thế giúp chị nhé. Rồi, xin chào các bạn. Các bạn ơi, chúng mình nhanh chóng vào học cùng với chị trong phần phát trực tiếp ngày hôm nay nhé. Bởi vì đây là một cái kiến thức vô cùng quan trọng, đúng không ạ? Và không chỉ là kiến thức của lớp 12 đâu, thậm chí là lớp 10, lớp 11 chúng mình cũng có thể bắt đầu luôn, đúng không? Bởi vì là về chuyện ngắn thì ở lớp 11 thì chúng mình cũng học rồi, đúng không? Nào, quay trở lại ạ. Ở trong phần chuyện truyền kỳ thì thường có lời bình ạ, thường có lời bình ở kết chuyện và có ý nghĩa là gì? Mang hàm ý khuyên răn hoặc nêu lên bài học trong cuộc sống. Và chúng ta sẽ chú ý giúp chị ở đây nữa này. Cái mối quan hệ giữa chuyện truyền kỳ và chuyện cổ dân gian, đó là có chung mô hình về thế giới này, đúng không? Có sự song song tồn tại, có tác động qua lại của thế giới, người là cõi trần và thần tiên ma quỷ, tức là cõi âm hoặc là thiên đình. Và chuyện truyền kỳ thì tiếp thu những cái mô típ kỳ ảo của chuyện cổ dân gian, cải biên một cách sáng tạo những mô típ này để gửi gắm những tâm sự, cách nhìn riêng, cái nhìn độc đáo về đời sống. Đây là những cái kiến thức khái quát nhất về chuyện truyền kỳ ạ. Tuy rằng khái quát nhưng cũng vô cùng đầy đủ, đúng không ạ? Đi từ khái niệm, từ mô típ, từ yếu tố kỳ ảo, lời bình, rồi là mối quan hệ giữa chuyện truyền kỳ và chuyện cổ dân gian. Đó, chúng mình sẽ chú ý giúp chị nhé. Chúng mình sẽ chú ý như thế giúp chị ạ. Tiếp theo là về chuyện ngắn hiện đại. Về chuyện ngắn hiện đại thì cả ở lớp 10, lớp 11, lớp 12 thì chúng mình đều học, đúng không ạ? Về khái niệm, chuyện ngắn hiện đại là hình thức tự sự cỡ nhỏ. À, nghe cái chuyện ngắn, nghe cái thể loại của nó là mình cũng biết rồi, đúng không ạ? Tức là cái dung lượng của nó thì nhỏ thôi, đúng không? Và nội dung thể loại chuyện ngắn thì bao gồm những cái phương diện của đời sống, đời tư, thế sự, sử thi. Nhưng có cái độc đáo là gì ạ? Là ngắn, đúng không ạ? Chú ý giúp chị nhé. Đặc trưng của chuyện ngắn đương nhiên là dung lượng nhỏ rồi, ngắn gọn, cô đúc, đúng không ạ? Và nó sẽ làm gì? Nó sẽ tập trung phản ánh một vài biến cố trong một không gian thời gian nhất định.
tạo ra ấn tượng mạnh mẽ và sự liên tưởng cho người đọc. Ví dụ chúng mình đã học về văn bản Chí Phèo của nhà văn Nam Cao, đúng không? Thì đấy là một chuyện ngắn, đúng không ạ? Chuyện ngắn là chuyện phù hợp đọc hết trong một lần, đúng không? Chúng mình đã tìm hiểu về văn bản Chí Phèo của nhà văn Nam Cao rồi thì mình thấy được rằng cái dung lượng của nó thì cũng khá là ngắn, đúng không ạ? Và nó thể hiện cái gì? Nó thể hiện cái cuộc đời của Chí Phèo, đúng không? Từ một anh nông dân hiền lành, bây giờ trở thành gì ạ? Trở thành con quỷ dữ của làng Vũ Đại, đúng không ạ? Về cốt truyện ạ, tiếp theo là về cốt truyện, là hệ thống những sự kiện, biến cố, hành động trong tác phẩm tự sự và tác phẩm kịch, thể hiện mối quan hệ qua lại giữa các tính cách trong một hoàn cảnh xã hội nhất định, nhằm thể hiện chủ đề tư tưởng của tác phẩm. Đó, chúng mình sẽ chú ý về cốt truyện nhé. Còn về nhân vật ạ, nhân vật của truyện ngắn thì sao? Nhân vật của truyện ngắn có những đặc điểm gì đây ạ? Nhân vật của truyện ngắn có những đặc điểm gì đây? Nhân vật của truyện ngắn có những đặc điểm gì đây ạ? Đó là gì? Nhân vật sẽ được khắc họa qua những cái phương diện như là tên, tuổi, nghề nghiệp, ngoại hình, lai lịch, đúng không ạ? Mình có thể gọi chung là gì? Là phần giới thiệu về nhân vật, đúng không? Bên cạnh đó chúng ta còn thấy được là nhân vật sẽ được khắc họa qua cái gì ạ? Qua hành động, qua cử chỉ, qua suy nghĩ, qua lời nói, qua thái độ. Và thậm chí được khắc họa qua cái gì? Qua mối quan hệ của nhân vật đó với các nhân vật khác trong truyện, đúng không ạ? Ví dụ như các bạn có thể thấy, vẫn lấy về Chí Phèo đi, vẫn lấy về tác phẩm Chí Phèo, thì nhân vật Chí Phèo qua cái mối quan hệ giữa Bá Kiến sẽ khác, giữa Thị Nở sẽ khác, giữa bà cô sẽ khác, đúng không ạ? Đúng không? Giữa Chí Phèo và Bá Kiến thì đấy là gì? Bá Kiến là đại diện cho cái gì ạ? Cho thế lực phong kiến, đúng không ạ? Đày đọa, đe dọa tới quyền sống của con người. Còn với Thị Nở thì sao? Với Thị Nở thì chúng ta thấy được anh Chí hiện lên là một người như thế nào ạ? Khát khao, mong muốn được quay trở lại làm người lương thiện, đúng không? Thế nhưng với bà cô thì thế nào? Với bà cô thì bà cô là đại diện cho những cái nhìn cổ hủ, những cái định kiến của xã hội đối với Chí, đúng không ạ? Đó, khi mà phân tích nhân vật thì các bạn cũng có thể để ý tới mối quan hệ giữa các nhân vật với nhau trong truyện. Về đề tài, về nội dung, đề tài nội dung của truyện ngắn thì phản ánh đa dạng, phong phú những vấn đề trong cuộc sống. Bởi vì sao ạ? Chúng mình vừa nói là gì? Nó có tính chất thời sự, đúng không? Nó có tính chất thời sự. Bởi vì nó ngắn mà. Chính vì dung lượng ngắn như vậy, thế cho nên những cái gì mà nhà văn viết ra thì nó phải thật đắt giá, đúng không? Nó phải phản ánh được những cái mặt của đời sống xã hội. Đó, chúng mình sẽ chú ý như thế giúp chị nhé. Còn về điểm nhìn ạ, điểm nhìn thì là vị trí, là chỗ đứng để xem xét, để miêu tả, để bình giá sự vật hiện tượng trong tác phẩm. Một số những cái điểm nhìn mà chúng mình có thể bắt gặp như là gì? Điểm nhìn tác giả, điểm nhìn nhân vật, điểm nhìn không gian, điểm nhìn thời gian, điểm nhìn nghệ thuật, đúng không ạ? Đó, chúng ta sẽ chú ý như thế giúp chị nhé. Thậm chí là gì? Điểm nhìn nhân vật thì có điểm nhìn ngôi thứ ba toàn chi, đúng không ạ? Điểm nhìn hạn chi. Đó, rất nhiều những cái khái niệm mà chúng mình cần phải ghi nhớ. Tiếp theo ạ, tiếp theo thể loại thứ hai đó chính là về hài kịch. Hài kịch, thứ nhất là chúng ta sẽ chú ý giúp chị này về khái niệm. Hài kịch là thể loại kịch mang đầy đủ những đặc điểm của thể loại kịch, như là về cốt truyện, về ngôn ngữ, về xung đột, về hành động kịch. Tiếng cười trong hài kịch để làm gì ạ? Hài kịch là nói về những cái đáng cười, những cái buồn cười trong xã hội, đúng không ạ? Vậy tiếng cười trong hài kịch có tác dụng là gì? Là chế giễu, là phê phán, là châm biếm, là đả kích những thói hư tật xấu, những cái nhố nhăng, lố bịch, kịch cỡm, lỗi thời trong đời sống xã hội. Vậy thì nhắc tới kịch là người ta nhắc tới những cái xung đột, những cái mâu thuẫn, đúng không ạ? Những cái xung đột, những cái mâu thuẫn. Ôn cách viết so sánh. Ở trong phần tài liệu ngày hôm nay thì chị cũng có đề cập tới cái kiến thức liên quan tới phần viết so sánh, đánh giá hai tác phẩm. Nhưng mà ở phần sau nhá, vậy thì chúng mình ở lại phần live stream của chị để có thể ôn lại cái phần kiến thức liên quan tới viết so sánh, đánh giá hai tác phẩm nhé.
Nào tiếp theo ạ. Về xung đột trong hài kịch thì có thể là xung đột giữa cái xấu với cái tốt, hoặc là xung đột giữa chính cái xấu với cái xấu ạ. Về nhân vật này, nhân vật, bởi vì đây là hài kịch mà, cho nên nó thường có cái sự trái ngược giữa bên trong và bên ngoài, giữa suy nghĩ và hành động, giữa lời nói và việc làm, giữa phẩm chất, năng lực và vị trí xã hội, hoặc là có thói quen, tính cách ứng xử trái với lẽ thường. Đó có thể là một người ở địa vị cao, mang vẻ ngoài hào nhoáng nhưng bản chất bên trong thì xấu xa, ti tiện. Đó, về nhân vật thì chúng mình chú ý như thế giúp chị nhé. Về hành động trong hài kịch, hành động trong hài kịch thì đó có thể là lời thoại này, cử chỉ, là điệu bộ, là hành vi, đúng không ạ? Chú ý nhé, hành động thì không chỉ là đi đứng chạy nhảy đâu, mà nó còn là gì ạ? Còn là lời thoại, đúng không? Là cử chỉ, là nét mặt của nhân vật. Về ngôn ngữ, tiếp theo là về ngôn ngữ. Ngôn ngữ có thể là độc thoại, là đối thoại, là bàng thoại, là chỉ dẫn sân khấu. Có bạn nào đến bây giờ vẫn còn chưa biết bàng thoại là gì hay không ạ? Có bạn nào đến bây giờ vẫn còn chưa biết bàng thoại là gì hay không? Có bạn nào khi mà nhắc tới cái khái niệm về bàng thoại thì chúng mình vẫn còn rất băn khoăn rằng mình không biết rằng bàng thoại là gì? Có bạn nào như vậy hay không ạ? Chúng mình vẫn chưa nắm được cái khái niệm về bàng thoại là gì. Bàng thoại là gì ạ? Là lời mà nhân vật nói với khán giả, đúng không? Bên cạnh đó thì khi mà đi phân tích về ngôn ngữ kịch thì chúng mình cũng cần phải chú ý tới cái gì? Tới những chỉ dẫn sân khấu, và các bạn có thể để ý những chỉ dẫn sân khấu đó được thể hiện như thế nào. Phần in nghiêng ở trong ngoặc kép chính là những chỉ dẫn sân khấu, đúng không ạ? Ở trong hài kịch thì chúng mình cần phải chú ý thêm về thủ pháp trào phúng. Đó có thể là tạo tình huống hài hước trớ trêu, rồi là sử dụng thủ pháp phóng đại, cách diễn đạt phi logic, không hợp tình thế, sử dụng điệu bộ gây cười, giễu nhại, vật hóa, tương phản, bỏ lửng lời thoại, ông nói gà, bà nói vịt, hay là gậy ông đập lưng ông, đúng không ạ? Đó, chúng mình sẽ chú ý như thế giúp chị nhé. Tiếp theo là về nhật ký, phóng sự và hồi ký. Nhật ký, phóng sự và hồi ký thì các bạn có thể để ý vào đây giúp chị. Đây đều là những cái tiểu loại của ký, đúng không ạ? Và có một cái điểm chung là gì? Điểm chung của nhật ký, phóng sự, hồi ký và ký luôn, đấy là gì ạ? Tôn trọng sự thật, đúng không? Thế cho nên các bạn có thể thấy là gì ạ? Ở trong cái bảng này chị đang đề cập là gì? Nói về những cái sự kiện có thực của đời sống, đúng không ạ? Vậy cái điểm chung của nhật ký, phóng sự, hồi ký hay ký nói chung như tùy bút, bút ký thì đều là gì ạ? Tôn trọng sự thực, đúng không ạ? Đương nhiên thì trong ký thì vẫn có những cái phần gọi là hư cấu tưởng tượng, đúng không? Thế nhưng cốt yếu là nhà văn phải viết lại những cái sự thực, ghi chép lại những cái sự kiện xảy ra trong đời sống, đúng không ạ? Và cái điểm khác nhau là gì? Nhật ký thì có thứ, ngày, tháng, đúng không ạ? Nhật ký thì biểu hiện rõ nhất là thứ, ngày, tháng. Chúng mình viết nhật ký rồi, chúng mình đọc nhật ký rồi, thì cái điều đó nó dễ dàng nhận biết, đúng không? Còn về phóng sự ạ, về phóng sự, phóng sự thì ghi chép lại những sự kiện có thực, nhưng mà đấy phải là những cái vấn đề có ý nghĩa đối với đời sống xã hội. Chú ý giúp chị nhé, đó phải là những vấn đề có ý nghĩa với đời sống xã hội thì mới là phóng sự được. Giống như là thời sự đấy, đúng không? Khi mà chúng mình xem thời sự là người ta cũng phải đưa những cái tin tức vô cùng nhanh, chính xác, cập nhật, đúng không ạ? Thì phóng sự cũng như vậy, cũng ghi chép lại những cái vấn đề có ý nghĩa đối với đời sống xã hội, và đó phải là những cái vấn đề thời sự được nhiều người quan tâm. Đó. Còn về hồi ký thì sao ạ? Hồi ký, hồi ức, đúng không ạ? Tức là ghi chép lại những cái sự kiện xảy ra trong quá khứ mà tác giả là người chứng kiến hoặc là trực tiếp tham gia. Nó dựa trên cái gì ạ? Chính vì nó dựa trên những cái hồi ức của tác giả về những sự kiện, những sự việc, về những con người xảy ra trong quá khứ, cho nên có thể là nó không được
tỉ mỉ giống như nhật ký, thế nhưng cần phải đảm bảo cái gì ạ? Đảm bảo cái tính chính xác về sự kiện, về nhân vật, về thời gian, về địa điểm. Đó thì chúng mình có thể thấy được cái điểm chung của ký là gì? Điểm chung của ký đó là cần phải ghi chép lại đúng sự thực, đúng không ạ? Nào, tiếp theo, các bạn sẽ thấy được là bên cạnh những cái đặc điểm đó, mình sẽ thấy được cái tính phi hư cấu. Phi hư cấu tức là gì? Tức là không hư cấu, tức là những cái sự việc phải có thực, đúng không ạ? Đó là những cái sự kiện như là về thời gian, về địa điểm, về số liệu mà người viết phải trực tiếp tham gia hoặc là chứng kiến được. Về thủ pháp nghệ thuật này, thủ pháp nghệ thuật thì thường kết hợp giữa miêu tả với trần thuật để giúp cho sự kiện, giúp cho con người trong tác phẩm trở nên sinh động hơn. Đó, chúng mình sẽ chú ý như thế giúp chị nhé. Tiếp theo đến phần tiếng Việt ạ. Đến phần kiến thức tiếng Việt. Ở trong bài 1 thì chúng mình học là ngôn ngữ trang trọng và ngôn ngữ thân mật. Đúng không ạ? Học ngôn ngữ trang trọng và ngôn ngữ thân mật. Thế thì bây giờ ở đây chị có một cái bảng so sánh giữa ngôn ngữ trang trọng và ngôn ngữ thân mật. Về phạm vi sử dụng này, ngôn ngữ trang trọng sẽ được sử dụng trong những cái giao tiếp liên quan đến công việc như là thuyết trình, là giảng dạy, là trao đổi ý kiến trong cuộc họp, là viết báo cáo, đơn từ, bài làm, viết bài nghiên cứu, đúng không? Còn ngôn ngữ thân mật là giao tiếp hàng ngày như là trò chuyện này, viết tin nhắn, viết thư cho bạn bè, người thân, viết nhật ký cá nhân. Tiêu chí thứ hai là về từ ngữ ạ. Từ ngữ trong ngôn ngữ trang trọng. Trang trọng thì chắc chắn là nó sẽ được gọt giũa một cách cẩn thận rồi, đúng không ạ? Và nó phải sử dụng những cái từ ngữ toàn dân. Không sử dụng từ ngữ địa phương nhé. Chú ý giúp chị là không sử dụng từ ngữ địa phương. Còn đối với ngôn ngữ thân mật thì có thể sử dụng những từ ngữ địa phương mang sắc thái gần gũi dân dã. Đúng không ạ? Bởi vì về chúng mình căn cứ vào phạm vi sử dụng, cho nên cái từ ngữ nó cũng sẽ được điều chỉnh theo, đúng không ạ? Về kiểu câu này, về kiểu câu thì đối với ngôn ngữ trang trọng thì cần đảm bảo chuẩn mực về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, phong cách, ít sử dụng câu đặc biệt, câu rút gọn. Còn đối với bên ngôn ngữ thân mật thì sao ạ? Kiểu câu thì nó đa dạng hơn, nó bao gồm cả câu đặc biệt, cả câu rút gọn, đúng không ạ? Phần kiến thức thứ hai là lỗi logic, câu mơ hồ và cách sửa. Ở đây về khái niệm về lỗi logic là gì ạ? Tức là văn bản chứa những cái thông tin là gì? Mâu thuẫn, thiếu nhất quán, không đầy đủ, không phù hợp với lý lẽ thông thường và thực tế. Còn câu mơ hồ, câu mơ hồ sẽ khiến cho người nghe, người đọc hiểu thành những ý nghĩa khác nhau, đúng không? Có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau, không đúng với ý của người viết, của người nói. Cách sửa là gì? Tuy nhiên là mình phải tìm ra lỗi rồi. Đối với lỗi logic thì mình sẽ thay thế bằng những từ ngữ phù hợp. Còn đối với câu mơ hồ thì mình phải thêm từ ngữ phù hợp để làm nổi bật thông báo duy nhất của câu. Đó, chúng mình sẽ chú ý như thế giúp chị nhé. Chúng mình sẽ chú ý như vậy giúp chị ạ. Nào, đối với phần viết bài nghị luận so sánh đánh giá hai tác phẩm. Mở bài thì đương nhiên là chúng ta sẽ đi dẫn dắt, đi giới thiệu về hai tác phẩm rồi, đúng không? Nêu nội dung, vấn đề cần so sánh đánh giá, đúng không ạ? Hai tác phẩm ở đây có thể là chị đã đưa ra cái dàn bài chung là về gì ạ? Về thơ, về ký, về kịch, về truyện ngắn, về tiểu thuyết, về truyện truyền kỳ. Thì cái dàn bài này các bạn có thể áp dụng cho tất cả, đúng không ạ? Sau khi mà chúng mình đã dẫn dắt, đã giới thiệu xong thì đến phần thân bài. Đến phần thân bài thì các bạn cần phải làm gì? Nếu như nhá, nếu như phần mở bài các bạn dẫn dắt một cách gián tiếp, chú ý giúp chị, nếu như mình dẫn dắt gián tiếp và mình chưa nói gì đến cái nội dung của đoạn trích ấy, thì đến phần đầu tiên của thân bài các bạn có thể là giới thiệu nếu như mình cái tác giả đó quen, nó quen thuộc. Thứ hai là nếu như ở trong cái phần ngữ liệu có đề cập cho mình một số thông tin về tác giả thì các em phải đưa cái phần giới thiệu tác giả vào, giới thiệu tác giả và nội dung đoạn trích vào để phần mở bài cũng được và luận điểm 1 của phần thân bài cũng không sao cả. Chú ý giúp chị nhé. Còn trong trường hợp là đề bài không có thông tin về tác giả và mình cũng không biết tác giả đó, mình cũng không biết thông tin gì về tác giả đó, thì chúng mình sẽ khái quát giúp chị nội dung của đoạn trích. Xem nội dung của đoạn trích nói về gì và mình sẽ xoay về cái
cái gì ạ? Cái vấn đề cần so sánh đánh giá, đúng không? Chúng mình sẽ chú ý như thế giúp chị nha. Phần tác giả, tác phẩm, nội dung của đoạn trích. Thì riêng cái phần tác giả, nếu như các em có thông tin về tác giả thì mình đưa vào. Hoặc là trong cái phần đề bài, cái phần ngữ liệu có dẫn dắt cho mình thì mình đưa vào. Để ở mở bài cũng được, thân bài cũng được. Còn không, còn nếu như trong phần ngữ liệu không có, đề thi không có này, rồi là mình không có biết thông tin gì về tác giả đó, thì chúng mình sẽ giới thiệu giúp chị nội dung của đoạn trích. Chú ý như thế giúp chị nhé. Chúng mình sẽ chú ý giúp chị giới thiệu nội dung của đoạn trích. Sau đó đến luận điểm thứ hai là mình cần phải chỉ ra được cái điểm tương đồng. Mình cần phải chỉ ra được cái điểm tương đồng. Ví dụ là giữa hai nhân vật, điểm tương đồng giữa hai nhân vật là gì? Hay điểm tương đồng giữa nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ là gì? Hay điểm tương đồng giữa hai đoạn ký, nhật ký là gì? Đó, chúng mình sẽ cần chỉ ra được điểm tương đồng, đúng không ạ? Đi so sánh đánh giá mà. Tiếp theo là mình sẽ cần chỉ ra điểm khác biệt. Điểm khác biệt ở đây có thể là gì ạ? Chẳng hạn như là về truyện ngắn nhé. Về truyện ngắn, điểm khác biệt có thể là những cái yếu tố như là về nhân vật, về cốt truyện, đúng không ạ? Về nhân vật, về cốt truyện, về ý nghĩa, đúng không? Sau đó, sau khi mà các bạn chỉ ra được cái điểm khác biệt rồi thì chúng mình cần phải lý giải. Chú ý giúp chị nhé. Chúng mình cần phải lý giải được vì sao có sự tương đồng và khác biệt đó. Vì sao có sự tương đồng và khác biệt? Có thể là do hoàn cảnh sáng tác, đúng không? Có thể là do hoàn cảnh sáng tác là một này. Có thể là do quan điểm nghệ thuật, cách nhìn nhận, đánh giá vấn đề của mỗi tác giả khác nhau, đúng không ạ? Và do đặc tính của văn chương. Bởi vì sao ạ? Bởi vì nếu như một tác phẩm văn chương không để lại những cái dấu ấn riêng của mình thì chắc chắn rằng khi vừa mới ra đời thì tác phẩm văn chương đó sẽ bị chết yểu, đúng không ạ? Không có chất riêng của mình thì chắc chắn rằng tác phẩm văn chương sẽ không được bạn đọc chú ý tới, đúng không ạ? Thứ nhất, có thể đề cập tới yếu tố là do hoàn cảnh sáng tác này. Lý giải vì sao có sự tương đồng khác biệt, do hoàn cảnh sáng tác là một, do quan điểm nghệ thuật của tác giả là hai, do đặc thù của văn chương, đặc tính của văn chương là ba. Luận điểm số 5, chúng mình cần phải đánh giá cái giá trị của hai tác phẩm. Đó có thể là mình đi từ cái điểm tương đồng và khác biệt, các em đánh giá xem. Là chẳng hạn như đối với khi mà mình đi phân tích nhân vật, so sánh nhân vật Trí Phèo và nhân vật Chàng đi, đúng không? Thì mình phải đánh giá xem nó có đóng góp gì cho văn học nghệ thuật, nó thể hiện được cái phong cách gì của tác giả. Đó, chúng mình sẽ chú ý như thế giúp chị nhé. Về kết bài ạ, kết bài thì mình sẽ khẳng định lại đặc điểm thể loại của tác phẩm này, những giá trị chung và nét độc đáo của mỗi tác phẩm, nêu cảm nghĩ về phong cách sáng tác của mỗi tác giả. Đó, như thế, lưu ý như vậy giúp chị ạ. Nào, một số những cái yếu tố mà chúng mình cần có thể đề cập tới ở đây. Ví dụ như là về văn bản truyện và tiểu thuyết thì có thể so sánh đánh giá như là về nhân vật, về điểm nhìn trần thuật, về kết cấu, về cách kết thúc truyện, về kỹ thuật miêu tả ngoại hình chân dung, về việc phân tích tâm lý nhân vật. Rất nhiều những nội dung, đúng không ạ? Về văn bản kịch thì là gì ạ? Chú ý tới cốt truyện này, hệ thống nhân vật, xung đột kịch, rồi là các dạng thức của lời đối thoại, độc thoại. Về văn bản ký, chú ý tới đề tài, cách tiếp cận vấn đề, cách khai thác số liệu, tài liệu, tính phi hư cấu. Nào, và chú ý giúp chị này, để tìm ý và lập dàn ý cho một bài so sánh đánh giá hai tác phẩm văn học thì cần phải trả lời những cái câu hỏi như sau. Thứ nhất là gì ạ? Mục đích so sánh đánh giá để thuyết phục hoặc làm rõ vấn đề gì? Đối tượng và phạm vi so sánh đánh giá là hai văn bản, hai tác phẩm nghệ thuật nào? Tiêu chí, phương diện cụ thể cần so sánh là gì? Chỉ ra cụ thể giúp chị về nội dung và nghệ thuật. Hai tác phẩm so sánh giống hay khác nhau? Hoặc là cả giống và khác nhau như thế nào? Và có thể rút ra được những nhận xét, những đánh giá gì về cái hay, cái đẹp, cái tính độc đáo, nét đặc sắc riêng của mỗi tác phẩm. Đó, chúng mình có thể chú ý như thế giúp chị nhé. Chúng mình có thể chú ý như thế giúp chị ạ. Ở trong cái phần tài liệu này, trong cái phần tài liệu này thì chị có để một số những cái đề ôn tập ạ.
Chị có để một số những cái đề ôn tập. Các bạn có muốn là chúng mình sẽ chữa luôn đề ôn tập không? Chúng mình có muốn là chữa luôn một số những cái đề ôn tập. Chúng mình có muốn chữa luôn một số những đề ôn tập không ạ? Ở đây thì chị có một số những cái đề đọc hiểu về truyện ngắn này, về kịch này, về truyện ngắn, về kịch và về ký. Thì chúng mình có muốn chữa luôn không ạ? Chúng mình có muốn là thử làm một vài đề cùng với chị hay không? Nào, các bạn có thể chú ý giúp chị nhé. Một số những cái câu hỏi mà mình có thể tham khảo này. Một số những cái câu hỏi ở trong cái phần đọc hiểu như là gì ạ? Xác định nhân vật chính trong truyện này. Chuyện được kể ở ngôi thứ mấy? Rồi thậm chí là gì? Nhận xét về việc sử dụng từ lấy. Nếu như không phải sử dụng từ lấy thì sẽ là câu hỏi liên quan tới biện pháp tu từ, đúng không ạ? Rồi là suy nghĩ của anh chị về lời dạy. Hoặc là tức là rút ra một cái câu văn từ trong cái đoạn ngữ liệu đó, rồi hỏi các em là các em có suy nghĩ gì về câu văn đó. Hay là gì ạ? Hay là đề bài có thể hỏi các bạn là từ cái ngữ liệu ở trong phần đọc hiểu thì các em có cái suy nghĩ gì về đời sống, đúng không ạ? Tức cái phần liên hệ tới thực tiễn đấy, đúng không? Đó, chúng mình sẽ chú ý như thế giúp chị nhé. Nào, và đối với dạng kịch, đối với thể loại kịch ạ, thì có thể là xác định xung đột kịch trong đoạn trích này, hay là nhân vật hài kịch, xác định nhân vật hài kịch và chỉ ra lý do vì sao em xác định được điều đó, hoặc là tóm tắt nội dung chính, nêu thủ pháp chào phúng đối với kịch, đúng không ạ? Và nội dung đoạn trích thì phản ánh điều gì trong xã hội và gia đình, lý giải bằng một đoạn văn ngắn. Các bạn có thể thấy này, luôn luôn có câu 1 và câu 2 là phần nhận biết, đúng không ạ? Rất dễ, rất đơn giản. 3, 4, 5 là sẽ vào phần vận dụng. Và cái câu số 5, thông thường cái câu số 5 thì các bạn sẽ áp dụng cái phần đọc hiểu, vận dụng cái kiến thức ở phần đọc hiểu cùng với những cái hiểu biết của mình ở đời sống xã hội thì mình sẽ áp dụng vào để mình trả lời. Đề số 3, một số những câu hỏi là gì ạ? Phương thức biểu đạt này. Mục đích của tác giả khi viết tùy bút là gì? Nhan đề gợi cho em suy nghĩ gì này? Rồi là từ nội dung đoạn trích ở phần đọc hiểu viết một đoạn văn trình bày quan điểm của mình về vấn đề. Hay là tùy bút từ hoa giúp em, tờ hoa giúp em giới lý giải được vẻ đẹp kỳ diệu nào của cuộc sống. Từ đó thì chia sẻ suy nghĩ về tác động của văn học đối với mỗi cá nhân. Tức là chúng ta sẽ thấy được là gì ạ? Phần đọc hiểu của chúng mình sẽ có 5 câu, đúng không ạ? Hoặc theo các mức độ là nhận biết, thông hiểu và vận dụng, đúng không? Vậy thì chúng ta chú ý giúp chị nhé. Cái phần ngữ liệu đọc hiểu thì bây giờ không chỉ rơi vào nghị luận xã hội nữa, đúng không ạ? Phần đọc hiểu thì không chỉ rơi vào nghị luận xã hội nữa mà nó còn bao gồm cả nghị luận văn học, đúng không? Bao gồm cả văn bản văn học, bao gồm cả văn bản thông tin. Vậy thì muốn làm được tốt phần đọc hiểu, trước hết là phần đọc hiểu đã, mình đang đề cập tới phần đọc hiểu, đúng không? Muốn làm tốt được phần đọc hiểu thì các em cần phải nắm vững được đặc trưng của thể loại, đúng không ạ? Chúng mình cần phải nắm vững được đặc trưng của thể loại. Ví dụ như mình muốn trả lời những cái câu hỏi liên quan tới phần đọc hiểu về văn bản truyện truyền kỳ thì mình phải nắm được khái niệm là gì? Mô típ, yếu tố kỳ ảo có vai trò như thế nào, đúng không? Hay là về truyện ngắn cũng thế. Nhân vật được khắc họa qua những cái phương diện nào? Cốt truyện là gì? Mình cần phải xác định được điểm nhìn, đúng không ạ? Nếu như mình không nhớ những cái nội dung kiến thức đó thì chúng mình sẽ không không thể nào mà làm được. Chúng mình sẽ không thể nào làm được phần đọc hiểu đâu ạ. Các bạn sẽ chú ý giúp chị nhé. Chị thấy rằng là có rất nhiều bạn, chúng mình không chú ý tới cái việc là học kiến thức ngữ văn, tri thức ngữ văn trong sách giáo khoa đâu. Không chú trọng vào cái việc là học tri thức ngữ văn trong sách giáo khoa. Thế nhưng bây giờ nếu như không học thì làm sao mình áp dụng vào để làm bài được, đúng không ạ? Mình phải có kiến thức nền chứ, đúng không? Giống như một ngôi nhà mà muốn xây vững chắc được
vững chãi được thì phải có nền móng, đúng không ạ? Thì khi mà mình học cũng như vậy, mình phải có kiến thức nền, mình phải nắm được tất cả những cái kiến thức ở trong sách giáo khoa thì mình mới có thể áp dụng và làm bài được, đúng không? Hay chúng mình có muốn là sẽ được nhận những cái tài liệu này không ạ? Chúng mình có muốn được nhận những cái tài liệu về một số những cái kiến thức thể loại này, là một số những cái đề ôn tập, thì chúng mình có muốn nhận được không? Nếu như mà các bạn muốn nhận thì có thể nhắn về fanpage của Học Văn Chị Hiên nhé. Chúng mình, nếu như chúng mình muốn nhận cái phần tài liệu mà chị đang chiếu ở trên màn hình đây thì chúng mình có thể nhắn tin về cho fanpage của Học Văn Chị Hiên ạ. Đó, như chị vừa nói đấy, thì bây giờ cần phải làm gì ạ? Cần phải học vững cái kiến thức nền ở trong sách giáo khoa, đúng không? Chúng mình cần phải học vững kiến thức nền ở trong sách giáo khoa là một. Thứ hai, từ đó mới áp dụng để làm bài được, đúng không ạ? Và nếu như mà chúng mình có bất cứ câu hỏi gì thì có thể liên hệ về fanpage của Học Văn Chị Hiên nhé, để đặt ra những cái câu hỏi để cho các chị có thể giải đáp được những thắc mắc của các bạn. Và nếu như các bạn muốn nhận tài liệu trong phần phát trực tiếp ngày hôm nay, những cái bảng tổng hợp về kiến thức liên quan tới truyện, liên quan tới kịch, liên quan tới ký, rồi là một số đề ôn tập, thì các bạn có thể nhắn tin về cho fanpage của Học Văn Chị Hiên, được chưa ạ? Và phần phát trực tiếp của Học Văn Chị Hiên tạm thời đến đây là kết thúc. Và cảm ơn các em đã cùng đồng hành với chị trong phần phát trực tiếp trong buổi tối ngày hôm nay. Và xin chào và hẹn gặp lại các em. Xin chào và hẹn gặp lại các em ạ.